Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, để làm tốt việc giữ vững trật tự an toàn giao thông, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Không những thế, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân, tô thêm vẻ đẹp của vùng đất thủ đô mến khách. Do sơ suất làm rơi khẩu trang khi đang lưu thông, anh Nguyễn Tiến Toàn ở quận Thanh Xuân khá lo lắng vì nguy cơ lây nhiễm dịch. Thế nhưng, anh may mắn được đội cảnh sát giao thông số 6 tại ngã tư Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh phát khẩu trang miễn phí. Em thấy việc làm như này của các anh cảnh sát giao thông rất là ý nghĩa và thực tiễn. Tại vì bây giờ đi ra ngoài đường, ví dụ cũng có rất nhiều trường hợp ngoài muốn xảy ra mình đứt khẩu trang. Đấy, các anh làm như này là cũng góp phần giảm thiểu được cái dịch bệnh lây nhiễm. Một chiếc bàn nhỏ, những hộp khẩu trang và một dòng thông báo ngắn gọn, điểm phát khẩu trang miễn phí như thế này, lực lượng cảnh sát giao thông đặt gọn gàng để người dân qua lại tiện sử dụng khi có nhu cầu. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng ứng trực để hướng dẫn người dân sát khuẩn tay khi lấy khẩu trang. Trong cái lúc mà em di chuyển ấy, em có thể làm rơi hoặc là đứt dây ấy, thì em có thể lấy cái sát đưa cho em để em có thể đeo thêm ạ. Hoặc là mình có thể đeo hai cái để phòng cho chắc hơn. Đội cảnh sát số 6 là đã trích quỹ từ nguồn của đoàn thanh niên để mà tiến hành tổ chức tại 4 địa điểm, 4 chốt giao thông trên địa bàn của đội cảnh sát số 6 để mà phát khẩu trang cũng như là tuyên truyền cho người dân cũng như là chấp hành nghiêm cái việc chỉ thị 16 của chính phủ cũng như là các biện pháp để mà phòng chống dịch. Đội cảnh sát giao thông số 6 đã thành lập 4 điểm phát khẩu trang miễn phí tại 4 nút giao thông trọng điểm có mật độ phương tiện đông. Ngoài phân luồng đảm bảo giao thông, các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng rất tích cực nhắc nhở người dân đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch. Bên cạnh cái việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì cái việc cung cấp khẩu trang cho người dân cũng như là nước sát khuẩn cho người dân, đó là một trong những biện pháp thứ nhất là để tuyên truyền cho người dân hiểu được cái mức độ nguy hiểm của cái dịch Covid này, để làm sao mỗi người dân tự ý thức và chung tay cùng xã hội để mà dập dịch Covid. Hiện nay, hàng chục điểm, nút giao thông khác của thủ đô đã hình thành các điểm phát khẩu trang miễn phí. Khi những hình ảnh đẹp và ý nghĩa này được phát huy tạo sự lan tỏa để mỗi người dân tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, việc làm này như sự chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19.